này á, chỉ có một linh hồn và một thể xác không? Không phải, không phải gì. Bước vô lên là người có tội với Chúa biết không? Hả? Biết có tội với Chúa không? Chỗ ở có cái người lại với vực sâu á biết không? Biết không? Đức Chúa Trời dựng lên một con người. Người không có quyền gì ở đây hết á, ta ra lệnh vô hiệu quá rồi tay này. Xôi xuống. Không có hành động gì, bất cứ hành động gì ở đây. Ngay giờ này trong danh Chúa Thánh Jesus. Xôi tay xuống. Nghe này, trong danh Chúa Thánh Jesus Christ, ta công bố sự sức giàu khai phóng quyền năng của Chúa tác động đến thân thể người này. Ngay giờ này, ngay giờ này, ngay giờ này. Các người á, tồn tại trong thân thể này bất hợp pháp của Chúa, và tất cả các người sẽ bị sự đón phạt của Chúa. Ngay giờ này các người phải bước ra khỏi thân thể này. Người này đã được đi học giáo lý và đã được tiếp nhận Chúa Giêsu, tại vì các người ngăn cản mà người này không thể đến thờ phượng Ngài. Các người phải đi ra khỏi người này ngay giờ này trong danh Chúa của Thế Giêsu Christ. Tất cả công việc của các người đã bị thất bại, người đã bị lộ diện. Ngay giờ này nghe không, trong lệnh truyền của ta phải đi ra người này ngay lập tức nghe không. Người này đã cắt đứt mọi quan hệ với các người, cắt đứt mọi lời kết ước, mọi sự giao ước với các người. Người này không thuộc về các người nữa, nghe không? Nghe lệnh truyền của ta mà đi nghe không? Nghe không? Nghe không? Xin lửa thiên của trời từ Chúa giáng xuống nó ngay giờ này trong danh Chúa của Thế Giêsu Christ. To thật to, to thật to, to thật to, to toàn quả để cầu này. Thiêu đốt nó, thiêu đốt nó, thiêu đốt nó. Trong danh Chúa thấy. Ra. Đi ra. Bỏ ra. Đi. Đi, đi khỏi thân thể này. Trong danh Chúa Thế Giêsu Christ, ta lệnh cho tất cả các người phải bước xuống vực sâu ngay giờ này, xin thiên sứ của Chúa mở cửa vực sâu không đáy ngay giờ này. Tất cả các người phải. Ra. Đi. Đi. Bỏ ra. Đi ngay trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Đi xuống. Đi xuống. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra trong danh Chúa của Thế Giêsu Christ. Đi ra. Đi. Đi ra. Đi xuống. Đi ra. Đi. Đi ra. Đi. Bước ra khỏi sân này. Bước ra. Đi. Trong danh Chúa của Thế Giêsu Christ, ta cắt bỏ tất cả mọi là giao ước kết ước của các người với người này. Thân thể này đã được Chúa Giêsu chọn và đền thờ của Chúa Giêsu. Linh bệnh tật. Linh bệnh tim. Linh sợ hãi. Linh nói dối, linh của sự thờ cúng. Ngay giờ này trong danh Chúa có thấy Jesus Christ, tất cả các người phải bước ra. Bước ra. Bước ra. Bước ra khỏi người này. Các người có quyền ở trên người này đó. Người này đã thuộc về Đức Chúa Trời, sẽ thờ phượng Ngài, không thờ phượng các người, không cho các người ăn nữa. Nghe rõ không? Nghe lệnh truyền của ta, đi ra. Mọi lời nói của ta tuyên xưng với các người là giao, là kéo, đâm thẳng vào các người. Các người phải đi ra. Công việc của các người đã bị thất bại. Thất bại trên thân thể người này. Bước ra đi. Bước ra. Những lời. Đi ra. Đi. Linh của sự nóng giận, linh căm ghét. Bước ra. Trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Đi. 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 Đi ra. Linh sợ hãi. Bước ra. Linh đau nhức. Linh căm ghét. Linh bệnh tật. Bước ra. Linh thù nhận. Linh gan ghét. Đi đi. Linh sợ hãi. Linh sẽ thờ cúng. Bước ra. Đi đi. Trong danh Chúa Thánh Jesus Christ, ta công bố sự sức giàu khai phóng quyền năng của Chúa tác động cho người này. Chúng ta lên phải bước ra. Bước ra. Bước ra. Bước ra. Đi. Đi. Trong lệnh truyền của Chúa Giêsu Christ. Bước ra. Đi. 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 Đi ra. Đi ra khỏi thân thể này. Đi. Thẳng xuống một sâu nơi mà Đức Chúa Trời đã lệnh cho các người. Đi đi. Xin huyết của Chúa bao phủ thân thể người này, hồn linh người này, và ngay giờ này tất cả các tà linh phải nghe lời của con Chúa ơi, ngay giờ này trong danh Chúa của Thế Giêsu Christ. Xin Chúa sức giàu để mở chúng con. Xin quyền năng của Chúa tác động ngay giờ này. Mọi tà linh trong người này ngay giờ này trong lệnh truyền của Chúa Giêsu Christ. Đi. Đi. Đi xuống một sâu.
đây số 16, 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 đây, đây, đây số 16, đây số 16 ngày này, ngay giờ này trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Đây. Đi ạ. Đi ạ. Đi ạ. Đi ạ. Tạo nên nó đã ẩn sót trên người này. Bước ạ. Đừng có bùa ngãi. Đi đi. Đây. Đi. Trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Đi. Đi. Trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Bước ạ. Đi. Đi hết. Bước ạ. Tất cả các công việc của người đã bị thất bại. Đi. Ta bẻ gãy tất cả các công việc của các người ngay giờ này trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Amen. Đi. Đi. Đi xuống. Lên. Thẳng xuống vực sâu mà không được trở lại thân thể này nữa. Thân thể này là đền thờ của Đức Chúa Giêsu ngự. Tất cả các sự giao ước của người này, các người người này không còn hợp pháp gì các người nữa. Tất cả các người phải bước ra. Đừng nóng giận. Lên đi chùa. Lên chăm ghé. Đi. Đây. Bước ra. Ngay giờ này trong danh Chúa Thánh Giêsu Christ, nghe lệnh tất cả các tà linh này phải nghe lệnh của ta. Đi khỏi người này. Đi. Đi. Đi ra. Đi. Linh từ tổ đi. Linh của xã. Đi. Đi hết. Đi. Đi. Đi ra. Xui xẻo. Đi hết. Đi xuống một sầu. 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 Đi. Đi. Đi đây. Đi. Đi đây. Đi hết. Đi. Đi. Bước ra. Bước ra khỏi thân thể này. Bước ra. Đi. Bước ra. Đi. Bước ra hết. Bước ra hết trong danh Chúa Giêsu Christ. Đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Bước ra. Bước ra. Bước ra. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Tất cả những tà linh là còn đang ẩn nấp. Là vô hiệu quả tất cả những người. Ngay giờ này các người phải bước ra khỏi sống người này. Người này không còn hợp pháp gì với các người nữa. Ta vô hiệu quả tất cả các người bàn tay này phải xuôi xuống. Nghe lệnh của Chúa Giêsu Christ. Tất cả các người phải xuôi xuống. Tất cả các người phải lui ra khỏi đời sống này ngay trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Lên bàn tay. Bước ra. Lên xe lại. Bước ra. Tất cả cái tà linh. Bước ra. Nên nóng giận, đi ra. Bệnh tật, đi ra hết, đi ra, cái bệnh tim, đi hết, đi hết, đi. 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 Đây là vô hiệu quá người. Đi. Ở đây. Đi hết. Các người không có quyền gì chống cự. Đi ra. Đi hết. Thân thể này là đền thờ của Đức Chúa Giêsu ngự, người không có quyền ở trong thân thể này. Người trong đây là Phật. Ba 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 ta công bố sự sức giàu chữa lành trên thân thể người này. Tất cả các tà linh phải đi ra. Đi hết. Đi, đi, đi. Không có quyền thân thể này. Thân thể này là đền thờ của Đức Chúa Giêsu ngự. Tất cả các tà linh trong người này. Các người không được quyền, không có quyền. Các người đã bắt hợp pháp. Nghe không? Nghe chưa? Công việc các người đó không còn trên người sống người này nữa. Nghe không? Bước ra. Đi. Đừng nóng giận đi hết. Đi hết thành được chống thử. Trong lệnh truyền của Chúa Giêsu Christ ngay giờ này các người phải bước ra. Tất cả các công việc của các người đã bị thất bại. Chói tất cả chúng ta lên đây này, quăng xuống hết, dứt sầu. Bước ra. Chúng ta lên này phải đi ra. Trong lệnh truyền của Chúa Giêsu Christ. Thiêu đốt các người, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt hết. Đi đây, đi. Đi khỏi này đây, đi khỏi thân thể này. Thân thể này là đền thờ của Chúa Giêsu ngự, ngươi không có quyền gì ở trong thân thể này. Đi đi. 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 Đi hết. Đi hết. Không được làm hại tổn hại đến thân thể này. Đi đi. 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 Đi hết. Cảm ơn Chúa chưa? Xin Chúa hãy sức tất cả chúng ta lên đi ra.
tất cả các thần linh nó còn duyên dáng trên đời sống người này. Bước ra, bước ra hết, bước ra hết. Linh của sự giận hờn, linh của tự tử, hãy đi hết. Đi 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 hết đi đi. Thân thể này là đền thờ của Đức Chúa Giêsu ngự, tức không có quyền gì ở trong thân thể này. Đi hết đi đi, không được dương vấn, không được luyến tiếc, không được mọi sự. Đi hết đi đi, tất cả các tà linh hãy đi xuống hết, đi xuống hết, không được sót lại. Đi hết đi 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 hết, không được dương vấn. Linh buồn tủi, linh khóc lóc, linh hận thù, linh ganh ghét, đi hết. Linh tự tử, đi hết. Linh bệnh tật, đi hết. Linh của bệnh tim, đi hết, đi. Đám ơn Chúa chưa? Thường nó thấy có biểu hiện gì của nó không? Nó có chửi mẹ đó không? Không. Nó có gây đục cúng không? Có khi ra đục nhang. Nó đục nhang. Linh của đục nhang, linh của ăn đục cúng đi. Để nó nhờ. Linh ở miễu. Miễu đó là miễu gì? Miễu bà chú sứ. Linh ở miễu bà chú sứ. Đi đi. Linh của miễu ở ngay nhà. Đi đi. Ta công bố cắt đứt tất cả các người trong thân thể người này. Amen. Ngay giờ này. Lên. Đi. Đi đi. Không được luyến tiếc. Không được làm tổn hại đến thân thể này. Đi đi. Đi hết. Linh cầm gác hận thù. Ta ra làm cho tất cả các người phải đi xuống một sân ngay giờ này trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Đi. Nghe không? Đi hết. Đi hết. Không được quyền chống cự. Đi. Bước hết. Tất cả những tà linh, ác linh, quế linh, linh cướp giết quỷ diệt nào còn đang tồn tại trong cơ thể người này, tất cả các người phải đi xuống vực sâu, đi xuống vực sâu, đi xuống vực sâu là Đức Chúa Trời định cho tất cả các người. Cút ra hết đi. Công việc của tất cả các người đã bị thất bại rồi. Đi đi. Ngay giờ này, thân thể này đã được là đền thờ của Đức Chúa Trời ngự rồi. Tất cả các người không có quyền gì ở đây nữa. Đi. Đi ra. Đi. Đi ra. Đi. 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 Đi hết. Đi hết. Đi. Đi xuống vực sâu. Đi. Đi xuống một sầu. 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 Đi xuống một sầu. Không chấp nhận các người nữa. Đi xuống một sầu. Đi xuống một sầu. Đền thờ của Đức Chúa. Đi xuống một sầu. 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 Đi hết. Đi xuống một sầu. Đi xuống một sầu. Đi hết đi. Đi. Không có dương dáng nữa. Đi. Không được luyến tiếc. Đi. Đi. Đức Chúa Trời dẫn lên một người chỉ có một linh hồn trong thể xác. Các người cư trú trong thân thể này là các người đã vi phạm với điều của Đức Chúa Trời. Nghe không? Ngay giờ này các người phải bước ra, trả tự do cho đời sống này. Con công bố sự sức giàu của Chúa chữa lành trên thân thể này. Tất cả các tà linh bước ra. Cút ra khỏi thân thể này. Trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Lửa thiên từ trời. Lửa thiên từ trời xin Chúa thiêu đốt tất cả cái tà linh này, thiêu đốt chúng nó, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, đẩy tất cả chúng nó đi xuống vực sâu ngay giờ này trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Amen. Amen. Trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Amen. Ra lệnh tất cả tà linh này, lên, đi, không được dương vấn, không được quay trở lại. Đi, 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 đi hết. Tà linh nào còn đang sống trong này, đi hết. Đi, trả tự do đời sống cho người này. Đi hết. Nghe không? Đi. 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 Đi hết. Đi xuống một sầu. Tất cả những đòi linh phải đi hết. Đi hết. Đi hết. Không chống cự. Đi hết. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta công bố cột chói các người. Đi hết. Đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta vô hiệu hóa tất cả sức lực của các người. Vô hiệu hóa hết. Vô hiệu hóa ngã. Vô hiệu hóa tất cả các người ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ. Ta cột chói các người, quăng xuống các người xuống vực sâu, quăng các người xuống vực sâu, quăng xuống. Người hãy đi xuống vực sâu. Đi các xuống, người là ma quỷ. Đi xuống nơi mà Đức Chúa Trời đã định cho các người phải đi. Tất cả các người là ma quỷ. Không có quyền gì hơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo là phải nghe. Không được cãi. Nghe không? Ma quỷ trong người này, bước ra đi. Ở đây không có được gì đâu. Chúa sẽ hành hạ các người. Hành hạ các người, ngay giờ này Chúa sẽ hành hạ các người, giày xéo các người. Giày xéo các người, lửa từ trời sẽ giáng xuống tất cả các người, thiêu đốt các tất cả các người ngay giờ này. Bước ra đi. Đi đây. Bước ra.
Chúa ơi, xin Chúa hãy mở phiên tòa xét xử lẽ công bình cho chúng con. Chúa ơi, xét xử lẽ công bình cho người em của con. Chúa ơi, xin Chúa hãy xét xử lại cho chúng con. Chúa hãy xét lẽ công bình cho chúng con. Thất bại. Các người đã thất bại, các người đã bị cột chói, các người đã bị đứng trên trời xử phạt. Các người không có gì nữa trong thân thể này. Thân thể này là đền thờ của Đức Chúa Giêsu nữa. Thân thể này là con của Đức Chúa Trời. Và con của Đức Chúa Trời có quyền chà đạp các người. Các người là tà linh ngoại đạo. Con người này là con của Đức Chúa Trời, có quyền chà đạp các người, có quyền giẫm đạp các người. Các người không có quyền gì ở trong thân thể này. Đi hết. Ta nói cho các người biết, Đức Chúa Giêsu đã ban quyền cho chúng ta giày đạp gắn vào bò cạp. Tất cả các người phải dưới quyền ta, nghe không? Tất cả các tà linh ác linh đều dưới quyền của ta, trong danh Chúa Thánh Giêsu Christ. Đi hết. Các người chỉ được nghe lệnh truyền của ta mà xuất ra, không được cãi dương gián bất cứ hình thức nào. Không còn hình thức nào dương gián ở đây nữa. Ta công bố đoạn tuyệt những lời nói, những hành động, những sự việc mà người này đã cầu các ngươi, xin các ngươi, tuyên bố và kết ước với tất cả các ngươi ngay giờ này trong danh Chúa Thế Giêsu Christ, ta rút lại tất cả các lời nói đó. Chúa sẽ tẩy sạch mọi lời nói đó của người này. Tất cả các ngươi không có quyền hợp pháp gì ở ngay người này nữa. Ngay giờ này các ngươi phải bước ra. Đi bước ra. Những tà linh ác linh linh cướp giết quỷ diệt ở trong người này. Đi hết. Linh của ăn cúng, linh của tổ tiên ông bà cha mẹ. Đi hết. Linh ở miếu bà chú xứ đó. Đi ra. Đi. Không có việc học pháp gì trên đây nữa. Đi. Nó còn đi đâu nữa? Linh của ở trên núi, đi hết. Linh của núi. Linh của chùa. Linh của chùa chiền, linh của miếu, linh của núi, linh của bùa. Đi hết. Linh của tài nạn, đi hết. Các người không có quyền ở trong thân thể này. Thân thể này là đền thờ của Đức Chúa Giêsu. Và khi người này đã tin Đức Chúa Giêsu, và chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Người này đã công bố khước từ các người. Người này đã tin nhận Chúa Giêsu và đã khước từ, không chấp nhận các người nữa. Các người là tà ma. Các người không có quyền ở trong thân thể này. Các người rời khỏi trường. Đi hết. Không được làm trở ngại đến thân thể này. Đi hết. Thẳng xuống mặt sau nơi mình thấy trời đã dùng cho các người. Đi hết. Xin thiên sứ của Chúa mở cửa mặt sau ngay giờ này. Dắt tất cả các tà linh này đi xuống. Đi hết. Cột chói tất cả các người trong danh Chúa của Thế Giêsu Christ, quăng các người xuống hồ lửa mặt sau. Đi hết. Đi. Linh của lành truyền mệt mỏi bệnh tật. Đau tim thôi đi cho nghe được. Đi hết. Đi. Trong danh Đức Chúa các người phải đi. Đi hết.